Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách tính đĩa chia trên đầu chia 1/40. 1/40 tức là một vòng quay trên mâm kẹp sẽ bằng với 40 vòng quay ở tay quay chia độ. Với đầu chia độ có thể giúp được nhiều việc cho thợ như là khoan lỗ trên mặt bích, phay bánh răng, phay trục then hoa, phay lục giác và còn rất nhiều việc có thể làm được trên đầu chia độ này. Mình sẽ hướng dẫn cách chia cơ bản và dễ thực hiện nhất. Với đầu chia này, khi gắn bất kỳ đĩa chia nào cũng có thể chia đều được cho 2, cho 4, cho 5, 8, 10 và 20. Miễn là ra được kết quả là tròn số chứ không được phẩy. Ví dụ ở đây mình sẽ chia mặt bích này thành 5 điểm đều nhau. Mình sẽ chọn số vòng bất kỳ và điểm bắt đầu. Ok, tiếp theo là mình sẽ tìm số vòng cần quay để chia đều cho 5 lỗ. Mình sẽ lấy 40 là số vòng quay, chia cho số cần chia đều là 5 sẽ bằng 8. Như vậy, 8 là số vòng mình cần quay để chia đều cho 5 điểm trên mặt bích. Đây là điểm thứ nhất, mình sẽ đánh dấu lại. Tiếp tục là quay 8 vòng để được 1 điểm lỗ cần chia. Các điểm khác cũng quay tương tự như vậy. Ok, như vậy là mình đã chia được 5 điểm đều nhau trên mặt bích. Tương tự như cách chia trên, ta có thể áp dụng cho các số khác nữa, miễn là nó sẽ ra kết quả là số chẵn. Nếu muốn chia 2 điểm đều thì sẽ là 20 vòng, còn chia 4 điểm sẽ là 10 vòng. Đó là cách chia chẵn, còn chia các số lẻ thì mình sẽ làm như thế nào? Ví dụ, mình cần chia 31 điểm đều nhau. Nếu như có vòng đĩa 31 thì mình sẽ làm như sau. Sẽ lấy 40 nhân với số lỗ là 31, ra kết quả là 1240 và chia tiếp cho số điểm cần tìm là 31 sẽ bằng 40. 40 ở đây tức là 40 lỗ. Như vậy, nếu muốn chia số đoạn đều nhau mà có số lỗ trên chỗ đĩa tương ứng thì ta chỉ cần quay 40 lỗ. Ví dụ, đây là vòng lỗ 31 lỗ và mình sẽ chọn một lỗ để bắt đầu. Ở đây một vòng của đĩa lỗ 31 vẫn chưa đủ 40 lỗ, vì vậy mình sẽ phải cộng thêm 9 lỗ nữa mới đủ 40 lỗ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy, nếu muốn chia 31 điểm trên đĩa 31 thì sẽ phải quay một vòng cộng với 9 lỗ. Còn một cách để chia 31 lỗ mà không có đĩa 31 thì mình sẽ lấy số đĩa nhân gấp đôi của 31 lên là 62. Mình sẽ lấy 40 nhân với số lỗ gấp đôi của 31 là 62 sẽ bằng 2480 và tiếp tục chia cho 31 sẽ bằng 80 lỗ. Như vậy, nếu muốn chia được 31 điểm bằng nhau trên đĩa chia 62 lỗ thì mỗi điểm sẽ tương ứng với 80 lỗ. Ở đây mình có đĩa 62, mình sẽ điều chỉnh kim định vị về vị trí đĩa 62. Vì một vòng đĩa 62 mới được 62 lỗ nên mình phải cộng thêm số lỗ là 18 nữa để được 80 như kết quả. Như vậy, để chia được 31 điểm đều nhau trên đĩa chia 62 lỗ thì ta sẽ phải quay một vòng 18 lỗ. Còn một cách nữa để chia được số điểm nhiều hơn gấp đôi của số đĩa. Ví dụ, đĩa 47 lỗ có thể chia được cho 94 điểm đều nhau. Mình sẽ lấy 40 nhân với 47 là số lỗ trên đĩa sẽ bằng 1880 và chia cho 94 số điểm cần chia sẽ bằng kết quả là 20 lỗ. Vì vậy, để chia được 94 điểm đều nhau trên đĩa 47 lỗ thì ta sẽ phải quay 20 lỗ. Ở đây mình cũng đang phay đơn một bánh răng có số răng là 94. Và tóm lại sau cùng, muốn chia được số điểm đều nhau thì phải có số đĩa tương ứng hoặc nhỏ hơn hay là lớn hơn một nửa so với số đó. Ví dụ, nếu muốn chia được 30 điểm
thì ta phải có đĩa 15 hoặc là 60 lỗ. Ok, qua video này, hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách tính đĩa chia trên đầu chia độ. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc có cách nào chia hiệu quả hơn, hãy bình luận ở bên dưới nhé. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.